Hôm nay chúng ta sẽ đến với bài học bệnh tim bẩm sinh ở trẻ em. Bài này của chúng ta gồm có 6 phần. Hai phần đầu là đại cương giới thiệu về bệnh tim bẩm sinh. Và sau khi đó chúng ta sẽ đến với 4 bệnh tim bẩm sinh thường gặp: cổng động mạch, thông niên nhĩ, thông niên thất và tứ chứng Fallot. Tim bẩm sinh được định nghĩa là những cấu trúc trong tim và mạch máu lớn ngoài tim, những cấu trúc bất thường xuất hiện từ giai đoạn phôi thai và tồn tại sau sinh. Và những cấu trúc này bất thường này ảnh hưởng lên chức năng tim, tức là gì, những bất thường giai đoạn phôi thai nhưng nó bắt buộc phải tồn tại sau khi bệnh nhân được sinh ra, sau khi trẻ được sinh ra nó vẫn tồn tại và ảnh hưởng tới tim. Có nhiều phân loại về bệnh tim bẩm sinh: phân loại theo giải phẫu, phân loại theo phôi thai và phân loại theo lâm sàng. Trong đó phân loại theo lâm sàng là phân loại thường được dùng nhất. Theo đặc điểm lâm sàng, bệnh tim bẩm sinh đầu tiên mình sẽ chia ra bệnh tim bẩm sinh này tím hay là không tím. Bệnh tim trong nhóm tím, không tím thì ở nhóm bệnh nhân không tím này có luồng thông hay không? Đối với bệnh nhân tim bẩm sinh không tím, không có luồng thông, có thể gặp như là hẹp tĩnh mạch phổi, hẹp van hai lát bẩm sinh, hẹp van động mạch chủ bẩm sinh hoặc là hẹp động mạch phổi bẩm sinh đơn thuần. Đối với bệnh tim bẩm sinh không tím có luồng thông như là thông niên thất, thông niên nhĩ, ống động mạch kênh nhĩ thất. Đối với nhóm bệnh nhân tim bẩm sinh có tím thì người ta sẽ phân ra nhóm tím tăng lưu lượng máu lên phổi và nhóm tím lưu lượng máu lên phổi bình thường hoặc là giảm. Đối với tăng lưu lượng máu lên phổi như bệnh chuyển về đại động mạch hay là thất phải hai đường ray, thân trung động mạch, tim bẩm sinh có tím nhưng mà lưu lượng máu lên phổi bình thường hoặc giảm như là tứ chứng Fallot là giảm máu lên phổi, không lỗ van động mạch phổi kèm thông thất là giảm máu lên phổi, có thể tùy theo ống động mạch, những bệnh lý này có thể tùy theo ống động mạch còn ống động mạch hay không. Để chẩn đoán một bệnh lý tim bẩm sinh thì mình cần dựa trên các cận lâm sàng. Đơn giản nhất là gì, là X quang ngực, điện tâm đồ, siêu âm tim. Siêu âm tim trong bệnh tim bẩm sinh rất có vai trò rất là quan trọng, là một trong những cận lâm sàng rất là hữu hiệu trong chẩn đoán tim bẩm sinh. Và đồng thời CT scan ngực cận quang là hai cận lâm sàng, siêu âm tim và CT scan ngực là có vai trò rất quan trọng trong chẩn đoán và hướng dẫn điều trị bệnh lý tim bẩm sinh. Bên cạnh đó thì mình cũng có các cận lâm sàng khác như là MRI tim hay là thông tin chẩn đoán. Để điều trị một bệnh lý tim bẩm sinh thì không phải là công việc của một hay hai cá nhân, mà đây là một công việc của một tập thể, được gọi là heart team, tức là gì, gồm có bác sĩ nội khoa, bác sĩ hồi sức, bác sĩ ngoại khoa, bác sĩ cận lâm sàng. Thì để bàn luận về bệnh tim bẩm sinh này, thứ nhất là có điều trị hay không, hay là theo dõi. Đối với bệnh nhân mà không phẫu thuật thì mình có các lựa chọn là theo dõi, là uống thuốc hay là thông tin can thiệp. Thông tin can thiệp như là bít dù hay là xé bách liên nhĩ qua da hay là thay van tim qua da. Đối với phẫu thuật thì mình có ba cái hướng phẫu thuật. Có thể là phẫu thuật tạm thời, hay là phẫu thuật triệt để. Tức là tạm thời là chuẩn bị bệnh nhân, rồi sau đó mình sẽ đi tới các phẫu thuật tiếp theo. Phẫu thuật tim hở. Phẫu thuật tim hở là gì? Là phẫu thuật tim nhưng mà có sử dụng máy tuần hoàn ngoài cơ thể. Máy tuần hoàn ngoài cơ thể hay còn gọi là máy gì? Máy tim phổi nhân tạo. Máy tim phổi nhân tạo này có tác dụng gì? Tức là mình sẽ thay thế chức năng của tim và phổi trong quá trình phẫu thuật. Phẫu thuật tim kín có nghĩa là gì? Là không sử dụng máy tuần hoàn ngoài cơ thể.